À, đây là cái file Excel mà có thể giải các cái điểm đo vẽ vào trong cái CAD. Thì giao diện đầu tiên như này, nó có ba cái nút. Thì đây là một cái nút để mình mở các cái file mình đo vẽ về. Ví dụ các bạn ấn vào đây, đây là mình tạo ra một cái file mẫu. Cái này thì mình cứ chọn yes. Rồi đây, thì ở đây các bạn có thể thấy là có những điểm mà có ghi chú này. Điểm này là không ghi chú gì, bỏ trống này. Còn những cái điểm PL là code, thì bây giờ mình cứ chạy rồi mình giải thích từ từ. Đầu tiên là các bạn cứ mở một cái file CAD lên trước để cho nó đỡ phải loát. Thì cái file này có thể là một cái file trống hoặc cái file nào mà cái bản vẽ của các bạn đang làm việc chẳng hạn, thì mà các bạn cần nhét những cái điểm vào ấy, thì các bạn bật nó trước lên. Rồi, các bạn sau khi mở cái file lên rồi, bây giờ mình nhấn vào đây này. Cái nút này là chỉ để chèn các cái điểm vào thôi. Bây giờ mình bấm vào đây. Rồi bây giờ mình vào đây xem nó chạy này. Hoặc là không cần vào cũng được. Đây là nó đang giải các cái điểm cao độ và... Rồi, đây là các cái điểm nó vừa giải lên. Xong. Thì cái nút này là để vẽ lối các cái điểm. Bây giờ file nó mới chỉ gồm các cái điểm thôi. Thì bây giờ mình sẽ lối nó lại theo những cái quy ước. Đây, ví dụ mình. Đây. Rồi, bây giờ nó nối điểm xong. Thì nó muốn nối được cái điểm ấy, thì các bạn phải đặt cho nó cái code cho nó đúng thì nó mới nối được. Ví dụ ở đây là mình có chia ra các cái trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là mình đo một cái hình khép kín, thì mình sẽ đặt là code là PL. PL này thì các bạn có thể đặt là PL10 hoặc là 203040 đều được cả. Mình đã tạo ra bốn cái dạng dạng code là PL. Thì trong trường hợp các bạn đặt là PL10 thì phải đảm bảo là trên cùng một cái hình đo đấy thì phải đều là 10, 13, 13, 19, phải đảm bảo như thế. Chứ ở đây 10 mà sao đây là 23 là không được. Nó lại đang hiểu là mình đang đo cái đường thứ hai, đường bên cạnh chứ không phải là cùng một đường. Thế nên là các bạn phải được đặt đúng là 10, 13 đấy cho đến 19. Thì cái điểm 19 này là để nó khép vào cái điểm 10 đấy. Thì cái việc đo thì không cần nhất thiết phải đo theo thứ tự. Các bạn có thể đang đo điểm này, bạn đo điểm này, xong rồi các bạn lại nhảy về đo điểm này cũng được hết. Thì ví dụ ở đây là cái thứ tự đo nha, điểm số 1 này, số 2 này, đây là đến điểm số 7 này. Đấy, nên là không cần thứ tự mà chỉ cần quan trọng cái code phải chạy đúng này. Đấy, thì cái code trên đường để mình nối thì phải là PN10 gì đấy. Còn những cái code mà đây là những cái điểm mà không có code để trắng. Còn đây là những cái điểm mình ghi chú là ao hồ sông suối gì đấy. Này, rồi trường hợp này là trường hợp mình đo vật thể kín. Trường hợp thứ hai là những cái đường đường hở, những đường thẳng mà không không bo vật thể, thì các bạn chỉ đặt là giống bên kia nhưng mà không có 19, chỉ tên là 10 cho đến 13 này, hoặc là 2030 gì đây. Đây là có một cái cây ghi chú, đây là cái ghi chú điểm này. Rồi trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba là một trường hợp mà ví dụ mình đo một cái mương nó tương đối là từ đầu cuối tương cái bề rộng tương đối là bằng nhau, thì mình đo như này. Mình đo là PL20 23 23 23 23 và điểm cuối này thôi. Điểm cuối để xác định được cái bề rộng của cái mương là sẽ đặt code là 28. Thì nó sẽ hiểu là mình offset cái đường này sang hướng này là đúng bằng cái khoảng cách là từ 23 đến 28 này. Đấy. Thì cái điểm là cái đường kiểu này á, là các bạn không cần đo cái những cái đường bên này mà chỉ cần đo cái điểm cuối cùng thôi, và phải đảm bảo là code của nó phải là 28 chứ không phải là 29. Nếu 29 nó khép vào lại sai mà phải là 28. Đấy. Thì ở bên này cũng là một cái mương tương tự thế thôi. Thì trong trường hợp này á là mình có thể đi gương như này. Đây này,
chạy sang đây. Đây, chạy theo cái đường vàng này nhé. Đây, đây, đấy. Đi gương như này thì nó tiện hơn, chứ không cần phải đo đo hết bên này xong lại chạy sang bên này, không cần thiết. Các bạn đo thế cũng được, nhưng mà thông thường anh em đi như này thì nó tiện hơn, nó đỡ phải đi lại nhiều vất vả. Thì đấy, thì về thứ tự điểm thì cũng không nhất thiết là phải phải là đo liên tục thứ tự, mà các bạn có thể đo từ bên này sang bên kia, nhưng phải đảm bảo được là trên cái mương thứ nhất, khi mình bắt đầu bằng PL10 rồi thì những điểm tiếp theo phải là PL13 và kết thúc bằng PL18. Đấy, thì trên cái mương thứ hai thì cũng phải như thế, cũng phải đảm bảo là PL202328. Nếu mà các bạn nhầm cốt ấy, thì nó sẽ lối, nó offset ngược từ bên này sang bên kia, là lúc đấy cái hình vẽ nó sẽ bị sai, và lúc đấy các bạn sẽ biết được là mình đặt nhầm cốt chỗ nào và các bạn phải sửa lại để cho nó chạy đúng. Còn trên đây thì mình cũng có những cái điểm ghi chú là đáy mương, thì cái điểm này sẽ không được tính vào việc là lối điểm, mà nó chỉ thể hiện là đây là cái mương và cao độ mương như thế này, thế thôi. Thì các bạn ghi chú là cái gì thì tùy vào cái vật thể các bạn đo. Đấy, thì đối với những cái loại hình mà đo trên đường thẳng PL này thì mình tạo ra cho bạn đo bốn cái mương cùng một lúc cũng được, hoặc là bốn đường thẳng cùng lúc cũng được. Đấy, còn đây là trường hợp thứ tư, là khi mình đo các cái vật thể nó có hình vuông, hình chữ nhật, thì cái này mình đặt cốt là D. Thì các bạn cứ cốt D cứ đặt nha, còn đặt sang cái loại C lại sang hình tròn đấy, cứ D đặt thôi. D là viết tắt của Training System. Thì các bạn chỉ cần đo 3 điểm. Điểm thứ tư là nó tự tính toán. Thì các bạn nếu mà đo đến điểm thứ tư là nó sẽ nhảy sang cái hình khác, chứ nó không tính vào cái hình này đâu. Nên là các bạn chỉ đo 3 điểm thôi. Đấy. Rồi, đến cái này là hình tròn. Thì mình lấy cái đường bao tròn bên ngoài nhất, mình đo cũng chỉ 3 điểm thôi. Nếu mà đo cái điểm thứ tư thì nó cũng sẽ không tính vào cái điểm, cái đường tròn này, mà nó sẽ tính vào đường tròn khác. Mà trong trường hợp là các bạn đo 2 điểm thì nó lại không đúng cái quy tắc của nó, hoặc đo 4 điểm không đúng quy tắc. Thực ra mà nói trên thực tế mà kiếm được 4 điểm để tạo đường tròn nó khó khăn lắm, vì nó còn liên quan đến cái bán kính này kia, thì chỉ trên CAD mới làm được thôi, chứ thực tế không làm được đâu. Đấy, thì các bạn cũng thể đo bao của nó và đo cho nó những cái điểm ở trong để ghi chú cho nó. Rồi, đến trường hợp thứ sáu là đo những cái đường cong. Đường cong này gọi là SP line đây. Thì đường này thì đơn giản thôi, là các bạn đo lật mã là SL chứ không phải là PL nhé. S là hiểu cho nó cong. Line, line, line cong nữa là đường cong. Đường cong trơn, chứ không phải là đường PL. Đấy, thì đặt là SL1 hoặc là SL20, chứ còn 30 thì mình không không tạo ra cái code đấy. Mình chỉ tạo cho các bạn code là SL10 hoặc SL20 cho đến 23 gì đấy đây. Và kết thúc của nó thì vẫn là 13 và không có 18 hay 19 gì cả. Đấy. Thì cái này là các cái đường cong trơn, thì thực ra đo này mà đo chỉ cần hai cái đường là đủ rồi, nên mình không tạo ra cái đường thứ ba nữa các bạn. Đấy. Thì trường hợp này là có hai cái đường đo cùng lúc được. Còn những trường hợp này này là các bạn đo nhiều đường cùng lúc được, tối đa là 4 đường. Tối đa là 4 đường nhé. Đây, ba trường hợp này thôi. Và tối đa là 4 đường. Còn hai trường hợp này là các bạn chỉ đo, tức đo hết cái thứ nhất mới sang cái thứ hai, chứ không được đo là đang đo một điểm, hai điểm của cái hố ga thứ nhất mà lại chảy sang cái hố ga thứ hai đo hai điểm là nó bị nhảy sai sai hình. Trường hợp này cũng không được, phải đo hết cái thứ nhất mới được sang từ cái thứ hai. Còn ba trường hợp này, ba trường hợp đầu tiên này, các bạn có thể đo đồng thời nhiều đường, nhiều hình cùng lúc. Phải đảm bảo rằng mỗi một hình phải đúng cái code là code PL1 hoặc là 2, phải đảm bảo cho nó việc đấy thì nó mới chạy đúng. Còn không nó sẽ không ra được. Đấy. Rồi, còn cái này
Còn một cái rất là quan trọng là mình quên chưa nói là các bạn phải vào đầu tiên khi các bạn download cái file này về đấy, là nó sẽ chưa có cái mục mà link đến cái AutoCAD đâu, thì các bạn phải ấn cái phím là On F11 này. Rồi nó sẽ ra như này, thì các bạn nhấn vào chữ Tool Reference. Đây của mình là CAD 21, còn của các bạn là CAD, có thể CAD khác. Thì lúc đầu về là mình chưa có tích đâu, vì nếu mà tích vào nó sẽ bị lỗi. Thì các bạn phải mở ra và các bạn tìm đến chữ AutoCAD, và cái phiên bản của bạn nó là bao nhiêu thì nó sẽ hiện lên ở trong đây thôi, là tích vào. Rồi ok, new. Rồi từ bây giờ là mình không không cần mở cái này nữa, là nó đã được lưu và sử dụng bình thường rồi. Thì đấy là cách để mình cho điểm vào trong bản vẽ. Còn nếu mà các bạn muốn lấy bản lấy từ điểm từ trong bản vẽ ra đấy, ví dụ cái bản vẽ mình sau khi mình cho vào đây, mà nếu lúc nào mình cần lấy điểm tọa độ của các cái đường này ra, thì các bạn có thể sử dụng cái clip này, bật ấn AP nhé, AP này. Đây cái clip này mình cũng sẽ để vào cái phần mô tả để các bạn download về. Rồi load close. Rồi thì cái này gõ lệnh là giống như cái tên clip thôi. Đây nó có cái chữ này CORN này, rồi các bạn enter. Sau đấy các bạn chọn chữ N là Polyline, ấn Enter và chọn Enter. Cái chữ này nếu mà các bạn muốn bắt đầu bằng số 1 thì những cái điểm tiếp theo sẽ cộng dần lên, còn không thì các bạn ấn Enter. Và chỗ này muốn ra text TXT hoặc Excel thì tùy các bạn, ví dụ các bạn ấn E thì sẽ ra Excel này, Enter. Rồi đây là cái file nó vừa xuất tọa độ ra cho mình. Đấy thì chính là những cái điểm mà ở trong bản vẽ này nó xuất ra cho mình. Thì đấy là cái cách để mình cho điểm vào trong CAD hoặc là mình lấy ra. Thì các bạn phải lưu ý nha, đây có những cái điểm mình để cốt trắng này, tức là trong bản vẽ nó sẽ không có cốt gì cả. Đây ví dụ như hai điểm này là sẽ không có cốt này. Đây những cái điểm này có nghĩa là mình đang ghi chú là đây là mình đang đo cái mương chẳng hạn. Thì đây mương đâu, mương đây ví dụ đây. Đấy thì còn lại là mình phải đặt đúng cốt đúng mã của nó thì nó mới chạy được, còn không thì nó sẽ không chạy được. Đấy chỉ đơn giản là muốn nhập mỗi điểm thì ấn cái lộ lại, mà muốn vẽ cả điểm à vẽ các cái đường để lối các cái vật địa hình đấy thì mình ấn nút này. Đấy. Ngoài ra thì trong đây là mình có thể kiểm tra sắp xếp các cái điểm cao độ theo cái giá trị từ lớn đến bé. Ở đây cũng có làm được luôn. Đây. Ở đây cũng có, nhưng mà cái thường thì cái file của mình nó chỉ có mấy cái mục này thôi, còn mình làm về về đường sắt thì nó có thông tin nó dài đến 20 mấy cột thì mình làm, nhưng mà đo vẽ địa hình thì cũng không cần phải dùng đến những cái này làm gì cả. Đây. Ok. Nếu mà trong trường hợp các bạn mà sử dụng nó có cái lỗi gì đấy thì cứ nhắn ở trong cái comment của video này là mình sẽ fix lỗi cho các bạn. Ok.